Và đến ngày hôm nay, Khải hy vọng là chúng ta, những người làm YouTuber, những người không phải là truyền thông bưng bô, không phải là công cụ, không phải là nô tài, sẽ cố tiếng nói để mà gọi là hy vọng là tạo cái cảm hứng để cho cộng đồng mình phải đặt vấn đề là đến lúc cộng đồng người Việt phải có người Việt đại diện ở Hạ viện, chứ không phải để mà bầu tụi này lên để nó làm dân biểu, để nó làm thị trưởng, để nó đi làm tài lọt, làm nô tài, nó đi kiếm phiếu để nó đuổi những người giải hàng lên đầu, nó dìm hàng những người ứng cử viên Việt Nam của mình. Vâng, trong khi đó thì họ lại hô hào là ủng hộ người Việt khi mà ông Hùng Cao đó, mặc dù không phải ở đây, thì họ nói là người Việt phải bỏ cho người Việt, và rất là tự hào khi mà có một ứng cử viên người Việt vào thượng nghị sĩ của liên bang. Thì trong khi mà hạ nghị sĩ của liên bang đó, thì bây giờ gần như là người Việt không còn đấy, không còn ai nữa hết. Cái bà gì Tiffany ở bên Murphy đã không còn nữa, đúng không? Thì bây giờ là coi như không có nữa rồi. Bây giờ chỉ có ông Direct này là có khả năng để mà tranh cử. Nhưng mà quan trọng là bà Tiffany Murphy, bà không phải là sống trong cái cộng đồng, không có gắn bó mà bà thắng được. Tại sao mà trong một cộng đồng mà đa số là người Việt là không có một người đại diện tại liên bang, mà cho dù cộng hòa như dân chủ thì khi mà có gặp mặt người Việt đó thì tiếng nói của người Việt rất là mạnh. Vâng, hồi nãy thì anh thấy ông Adam Steve á, ổng anh nói là cái điều gì mà làm cho ấn tượng nhất. Hồi nãy là ông nói là rõ ràng giống như thầy nói là người Việt mình đã đến lúc phải có một người đại diện cho cộng đồng người Việt ở Hạ viện liên bang. Và cái điều đó chính đáng, bởi vì cộng đồng chúng ta là cộng đồng rất là lớn mạnh. Và cái việc này thì bỏ ra ngoài cái việc mà dân chủ hay cộng hòa đi, đảng phái đi, vấn đề là đại diện của người Việt cái đã. Người Việt mà không bảo vệ cho người Việt không có lý do gì mà gọi là đảng phái, không có lý do gì đảng cộng hòa, đảng dân chủ hay là đảng nào có thể là bảo vệ cho người Việt cả. Bởi vì ai cũng biết rằng khi mà bị xem yêu thì có nhiều cái điều bị người ta hiểu trách hết, đặc biệt là trong cuộc bầu cử gần cách đây 2 năm khi mà bà ta đăng cái bản mình gọi là đã đảo cộng sản, điều đó anh thấy không ạ? Chưa, bởi vậy Khải mới nói là tại sao Khải chống tụi này do ông Tú Gà ông nói là tụi này là tụi anh cột anh kèo dân quân xa ấp. Thành ra giống như anh Minh Giang mới nhắc đó, đi tụi nó làm nô tài cho bà Michelle Steele. Nó giống như bà Michelle Steele, bà tin tưởng tụi này giúp cho bà, cố vấn cho bà, đúng không? Nó là cộng đồng người Việt cần cái gì, có những cái vấn đề gì, cái issue gì mà nó là thôi thúc, mà chăn trở, mà cộng đồng mình muốn bả là phải tập trung vô để giải quyết. Thì mấy đứa ngu dốt này nó đi nó kêu là bả làm cái bản đã đào cộng sản. Giống như quý vị thấy cái vụ thầy Minh Tuệ ở Việt Nam cũng vậy. Kính thưa quý vị, tụi này là cái tụi trình độ lớp 3 trường làng, ngu dốt, không có hiểu gì về chính trị, không có hiểu gì về vấn đề là bàn cờ thế giới, cũng như là cái thực trạng ở Việt Nam. Tụi nó chỉ nói miệng, chống cộng bằng mồm, miễn sao mỹ dân, gạt đồng hương để kiếm phiếu. Cái lý do Khải không ủng hộ tụi nó là tại vì những cái chuyện đó là bất cập, là nó chỉ là những cái chuyện mỹ dân. Bởi vậy sẵn Khải nói luôn này, nhưng mà cũng có nói tại sao Khải không nói nhiều về ứng cử viên Hùng Cao. Khải không muốn ứng cử viên Hùng Cao tin theo tụi này bị rứt vào cái trường hợp đó, có nghĩa là giống như là mỹ dân dùng những cái chiêu bài rất là ngây ngô, mà nó cái platform á tức là rất là ngây ngô và nó không có lợi về lâu về dài. Và giống như anh muốn nói là Trần Thái Văn đã cháy, thành ra hy vọng là bà Michelle Steele cũng có thể cũng bị họa lây. Và những điều đó thì có phải là những chuyện đá không? Cái đó hoàn toàn không đúng. Mới chưa chắc đã là nét vé hoa con cũ. Bà Michelle Steele đã quá nhiều kinh nghiệm, nhưng mà bây giờ đồng đồng cũng quá mệt mỏi và bả mà. Đó là điều đấy. Người ta nói là bà Michelle Steele là thành nội của đám dân chủ, nhưng mà theo ngoại mình nhóm đi. Nó phải cộng hòa cũng có nhiều nhánh khác nhau, như là bên mình sẽ thấy những hạn nó hoàn toàn khác cộng hòa là phía bên mình sẽ siêu. Và đây là một thời gian dài, bây giờ một cơ hội, chúng ta thấy background của luật sư đấy làm nó quá tốt. Và luật sư là một con của gia đình, cũng là con viên rồi, và có học gia đình quá tốt, và đây là một cơ hội rất tốt cho và được ủng hộ đại chính chủ và thượng nghị sĩ của nghệ sĩ Adam. Đúng không? Thì nó là một tốt, tại Mỹ đồng hòa 50-50 cho anh. Đã là như thế đó. Cảm ơn Vũ mới gọi lại hôm bữa là trên chương trình Focus TV đó, có người hỏi Khải nghĩ sao ai sẽ bắt được tổng thống.
mà thật sự là phải có câu trả lời từ trước đó luôn rồi, từ tuần trước rồi. Mà nếu mà quý vị để ý là trong những chương trình trước Hải đã nói là cần phải thay thế tổng thống Joe Biden, đúng không? Gạt hai ông già qua bên để nước Mỹ có một tổng thống mới, để dân Mỹ, cử tri mới, cử tri Mỹ có cơ hội để chọn một tổng thống xứng đáng, một thế hệ mới, một làn gió mới để mà đưa nước Mỹ đến qua một cái kỷ nguyên mới, để lo hướng về tương lai. Chứ hai ông già lối chuyện 8-9 năm mà thách đấu rematch qua lại thì sẵn cho thầy nói luôn. Tại nghĩ không phải chỉ đơn giản là phải ăn theo nói leo là vì mấy hôm nay là cái cô mà nói là phó tổng thống Kamala Harris đang đứng đầu mà phải ăn theo nói leo không. Thầy có rất nhiều những cái lý do khác thầy đã theo dõi, những cái chuyện khác thầy không biết, còn cái chuyện mà tổng thống Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris phải có theo dõi rất kỹ, cũng như cái vụ mà ám sát một tổng thống Donald Trump. Thành ra phải có thể khẳng định là tổng thống Donald Trump sẽ không đắc cử, đảng Dân Chủ sẽ thắng. Phải chỉ hơi tiếc là cái chuyện nó xảy ra quá trễ, đúng không ạ? Đó là tổng thống Joe Biden là rút lui là chỉ còn có 105 ngày thôi, và bây giờ còn có 90 mấy ngày. Nhưng giống như Vũ nói, phải nói thẳng là đảng Dân Chủ sẽ thắng cử tổng thống, và nếu mà là California thì Dân Chủ là đa số, kể cả cùng cam trong tương lai. Và nhất là sẵn thầy nói luôn cái lý do mà thầy nói phó tổng thống Kamala Harris sẽ chiến thắng là tại vì tuổi trẻ những người không quan tâm, mấy năm nay họ rất chán rồi, không có muốn nghe chuyện lộn quấn qua quấn lại tranh giành nhau, đảng này đảng kia bên xấu nhau. Thì cái nếu mà tuổi trẻ người ta đi bầu nhiều, đúng không ạ? Tức là hồi xưa anh nhớ là thời kỳ chiến tranh đất Mỹ thì thực sự là blue wave đó, nhớ không? Thì bây giờ cũng vậy, là luật sư Derek Trần có thể đắc cử mặc dù là còn quá ít thời gian để mà bắt đầu vận động trong cộng đồng Việt Nam, nhưng tuổi trẻ và những người là người kể cả người Mễ và những người bao nhiêu lâu nay người ta chán ngán, người ta không muốn tham gia chính trị, thì bây giờ qua cái làn sóng mà đang cao trào để ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris, hy vọng cái đó nó giống như một cái blue wave của năm 2024 sẽ giúp cho anh Derek Trần vượt qua mặt bà Michelle Siêu, mặc dù nói là bà Michelle Siêu bản là coi như là kỳ cựu, đúng không ạ, là còn là từng trải là quá nổi tiếng ai cũng biết. Anh Derek Trần là một con gà mới hoàn toàn, nhưng thầy hy vọng cái đó giống như thầy đồng ý với anh Ngũ, cái chuyện nó hoàn toàn có thể xảy ra. Người ta nói là bà Michelle Siêu ở ngay cái ca mình chủ yếu cam là làm quốc gia đã có nhiều đồng hoa cộng hòa, nhưng mà chúng ta nhớ là 49 năm rồi ở đây chúng ta là người Việt, cộng đồng người Việt lớn nhất không? Tại sao người chúng ta không chọn người Việt lại trong người Việt tại liên bang mà đại diện người đại hàng, đúng không? Thì vừa qua thì anh Khải mới vừa phỏng vấn đó, thì anh thấy ông Adam Derek, ông Derek Trần với ông Adam Schiff nói như thế nào? Dạ vâng, thì Khải hỏi lúc đó Khải nói là ông nghĩ là cái cơ hội của anh Derek Trần thắng sao, thì ông nói là very good. Dạ rồi nói là ông nghĩ sao về cái sự kiện tối nay, thì ông nói là ông thấy rất là đông người Việt mình đến rất là đông, và Khải hỏi là ông có quay trở lại lần nữa để tiếp tục vận động cho Derek nữa hay không, kể cả vận động ông vận động cho cộng đồng mình, thì ông nói là đương nhiên ông sẽ trở lại. Vâng, thì cái sự kiện này đó, đây là lần đầu tiên mà anh dự cho ông Derek đúng không? Dạ. Thì anh thấy những cái biểu hiện vừa qua và cái sự hưởng ứng của những người trong cộng đồng đó, thì anh thấy như thế nào? Thưa anh, có người Khải không muốn nêu tên, tức là cũng là kỳ cựu Lão Thành, đương nhiên là dự nhiều cái sự kiện hơn Khải, đúng không ạ? Tức là trải nghiệm nhiều hơn Khải. Thì nếu mà dựa vào cái trải nghiệm của họ, họ sẽ cho rằng là ô ít quá, không có những nhân vật Việt Nam tên tuổi, đúng không ạ? Tức là với cái trải nghiệm kinh nghiệm của họ thì họ nghĩ có thể họ đúng. Nhưng mà giống như Khải với Vũ nói hồi nãy, kính thưa quý vị, cái chuyện ngựa về ngược này là có những yếu tố bất ngờ không ai có thể ngờ được. Quý vị nhìn nè, Bill Clinton thắng tổng thống Bush, đúng không ạ? Tổng thống Obama thắng, đúng không? Có ai ngờ được không? Nghe ông Trump thắng bà Harry vậy. Ông Trump thắng bà Harry cũng vậy. Thành ra có những yếu tố bất ngờ mà không ai có thể nhìn trên, nó gọi là on paper đó, nhìn vào giấy trắng mực đen rồi những cái yếu tố này kia mà để mà cá về vấn đề tranh cử ứng cử là coi như là
không có một cái gì để mà có thể mà quyết định mà 100% đó. Nhất là giống như nãy Khải Vy cũng nói, nãy Đàm nói lưng chừng cũng ha. Cái yếu tố, quý vị còn nhớ là thượng nghị sĩ Trần Đắc Nguyễn bị thất cử. Thất cử ông âm bước á, sơ bộ, cách có 3 tháng. Bà Trần Đắc Nguyễn dẫn 65%, ông âm bước chỉ có 30% thôi, đúng không? Vào đến tháng 11, cũng hai con gà đó thôi, thì bà Trần Đắc Nguyễn nghe bà thắng chắc rồi, cách tin mấy tháng, 65%. Cuối cùng thua là tại sao? Blue Way là chống xanh, đúng, là dân cử, người ta đi bầu. Đến lúc đó, cái ngày bầu cử tháng 11, dân cử người ta mới dân chủ. Mà quan trọng là đảng dân chủ tại sao người ta đi bầu? Là phải có lý do, phải có một cái gì đó kích thích người ta. Đúng rồi, giống như cộng đồng Mễ, người ta muốn bỏ phiếu thông qua cái luật nào đó, muốn bỏ phiếu cho người nào đó. Thì lần này giống như nãy Khải Vy Vũ nói là cái yếu tố Kamala Harris nó gọi là kích thích bao nhiêu những cái người mà bao nhiêu năm nay họ không muốn, 7-8 năm nay họ không quan tâm nữa, đúng không? Họ không muốn đi bầu, nhất là tuổi trẻ. Bây giờ Khải nói thẳng, tuổi trẻ sẽ quyết định cái cuộc bầu cử này, kể luôn cái chức vụ của bà Michelle Steele đang tranh với ông Derek Trần. Và Trần Thái Văn đã bị cháy rồi, chỉ mấy tháng trước Trần Thái Văn đã cháy nát thành tro trong cộng đồng Việt, đúng không? Thành ra nếu mà nói bà Michelle Steele muốn thắng cử đắc cử lần này dựa vào phiếu Việt Nam thì chuyện đó là không tưởng, chưa chắc. Nhất là bây giờ đảng Cộng Hòa giống như Vũ nói là cộng đồng mình đã thấy rõ vấn đề rồi, thấy cái đám này là đám tay sai nô tài ăn hại đái nát, không có hề quan tâm đến cộng đồng. Rõ ràng Andrew Đỗ chuẩn chi mười mấy triệu cho con gái thì có quan tâm đến cộng đồng không? Trần Thái Văn bắt là bà Nhật Linh bả khai bắt Charlie phải tiếp tục đưa thằng Nam Quang lên làm phó thị trưởng, có xứng đáng đại diện cho cộng đồng Việt Nam mình hay không? Nhưng vì là chửi mướn cho Trần Thái Văn, làm con chó sủa mướn, thành ra sẽ được bổ nhiệm làm phó thị trưởng. Amy Nam Quang, quý vị thấy cái thành phố Westminster giờ nó nát như tương tàu không? Chỉ vì là họ bổ nhiệm những thành phần ăn hại đái nát, vô dụng, bất tài, bất xứng. Thành ra bà Michelle Steele sử dụng những cái thành phần nô tài này, ăn hại đái nát này, thì không sớm thì chạy cũng bước theo con đường của Trần Thái Văn, cũng bị cộng đồng người Việt tẩy chay, đào thải. Và mặc dù chỉ còn có 90 mấy ngày nữa thôi, Khải nghĩ với, đúng không, cái yếu tố Kamala Harris, tuổi trẻ, bỏ phiếu, cộng đồng ngoảnh mặt, thì có thể Derek Trần sẽ tạo thành kỳ tích. Vâng, chú nghĩ thế nào ạ? Em nghĩ là cái làn sóng ngay tại đây á, ngay tại Little Sài Gòn á, thế hệ trẻ bây giờ nó trỗi dậy, và đa số thế hệ trẻ thì cái ý thức tiến bộ và nó cấp tiến, bây giờ nó dân chủ cấp tiến, đúng không? Thì cái tuổi trẻ bây giờ nó thay đổi, và bản thân bây giờ Cộng Hòa nó cũng chia ra nhiều nhóm khác nhau, mà chúng ta biết là ông Trang Lưu Đỗ làm hay Trần Thái Văn một nhánh cộng hòa khác với bà Trần Đắc Nguyễn, và nó có những ý thức hệ nó khác nhau, và những người theo một ý thức hệ của bà bên mà nhánh của bà Trần Đắc Nguyễn cũng không ủng hộ bên Cộng Hòa của Trang Lưu Đỗ, bà dân chủ, thì những thế hệ trẻ bây giờ nó lại có cấp tiến và nó ủng hộ những cái thay đổi mới, mà những luật mới, dĩ nhiên là sẽ rất dần là một gương mặt mới mà có những cái bắt đầu rất là tốt, học vấn là luật sư, gia đình rồi sinh ở đây, rồi gặp con gia đình Việt Nam một càng nữa. Mà quan trọng là bao nhiêu năm nay bà Michelle Steele là sử dụng tụi này cũng là chỉ cái những cái trò mèo, những cái chiêu bài ngụ dân thôi, chứ hoàn toàn giống như ông còn nhắc là hồi đó là trao bằng lục cho Hồ Xuân Sơn gì đó, phải không? Đúng vậy. Mà mở miệng ra nó đã đảo cộng sản, thành ra tụi này là tụi bịp. Bao nhiêu năm nay bà Michelle Steele làm được cái gì cho cộng đồng? Khải hy vọng anh Derek Trần cho anh 2 năm đi. Nếu mà anh đắc cử mình sẽ thấy giống như Adam Schiff, đúng không? Nói là cộng đồng mình cần phải có người Việt đại diện cho cộng đồng mình, và mình chờ coi người ta đắc cử người ta làm được cái gì thực tiến cho cộng đồng. Nhưng mà em hỏi anh, câu hỏi dành Khải Đàm, thường những đợt mà tranh cử lần trước thì bà Michelle treo các bạn đã đảo cộng sản, thì đây là mặt nạ treo đó, tại vì bây giờ rớt mặt nạ hết rồi, cái thứ vị đã đảo cộng sản cái gì. Bùi Mạnh Cường về Việt Nam 9 tháng trời, đúng không, chiến tạ muốn lập hãng phim mà trao bằng tử lục cho Ngô Thanh Vân để mà huy động
40 triệu đô la để về Việt Nam làm phim. Khải đã nói rồi, anh huy động 40 triệu đô la, anh lập hãng phim thì chỉ có về Việt Nam mới làm thôi, chứ làm sao mà ở Mỹ mà làm. Và bằng chứng, mấy anh thấy là mấy năm nay có phải cái làn sóng phim ở Việt Nam họ tràn ngập bên đây không? Chí Tà đã đi trước rồi nhưng mà bị cộng đồng vạch mặt, bị ông Pháp Buồn cái Khải vạch mặt, thành ra coi như là không có, gọi là cái giống như mình không dám là đặt đổ nồi cơm của Chí Tà. Nhưng mà rõ ràng đó là cái đường binh của họ, một mặt thì nó mở miệng ra nó chống cộng, đằng sau nó đi đêm nó làm ăn với Việt Nam. Đâu, có lẽ như là trước cái cuộc bầu cử đó mà sơ bộ đó thì là bà mì xem thêm có lẽ như là rất là đắc thắng, là coi như là một con ngựa cộng, coi như là ông mã mà coi như là đi về tướng luôn. Mình đến ngày hôm nay có lẽ như là phía bên bà mì xem thêm cũng cảm thấy là cái hơi nóng, là cái sức nóng của phía bên Đảng Dân Chủ hay là của ứng cử viên Lê Đức Cành, bởi vì đây là một người Việt và đứng đằng sau rất có thể làm nhiều người Việt sẽ ủng hộ cho Lê Đức Cành. Tại vì thưa anh, giống như cả nói cái blue wave đúng không, cách đây 6 tháng nó không có cái blue wave, nó không có cái khí thế, có phải không ạ? Vũ cũng là dân chủ đúng không? Thành ra cái những cái đảng viên đảng dân chủ họ có những người giống như họ, họ trung thành lắm thì bắt buộc họ phải theo ông Biden, họ nói thôi phải bỏ phiếu cho ông Biden. Nhưng mà trong tâm họ đúng không, nhất là giới trẻ, không có ai muốn tù cho một ông già, ai cũng biết bây giờ rõ ràng không giấu được nữa là chính Bắc Cường còn nói Bắc Cường 90 tuổi đúng không, còn nói ông già là muốn cấm luôn cũng không có tổng thống. Nhưng mà thực ra thì cũng phải cảm ơn ông Biden, ông dũng cảm bỏ qua cái gọi là bỏ cái đại nghĩa vì nghĩa lớn. Mà khi một tính ra một cái quyền lực là khó mà bỏ lắm, nhưng mà người mà có trách nhiệm á thì họ tại vì theo luật nếu mà ông không tự rút lui là không ai có quyền mà hất ông đi hết. Vâng, thì hôm rồi đó, có lẽ là cái cuộc bầu cử của bà BCP mà đã dựa theo lấy phiếu của cộng đồng người Việt á, thì trong cuộc bầu cử mà gọi là khai ngồ này thì cần không chỉ là những người mà gốc Việt bên đảng Cộng Hòa thôi, mà ngay cả những người bên dân chủ nữa. Nhưng mà vừa rồi thì bà ta lại sử dụng những cái truyền thông, ngay cả ví dụ như bà lên kênh của YouTube, trong kênh YouTube thì bị cộng đồng chỉ rất là dữ dội, đặc biệt là lật mặt, rớt mặt ngã, rớt mặt ngã luôn. Cái điều đó có làm ảnh hưởng cho bà BCP. Tại sao bà lại biết rằng coi như là Tiểu Phi bị chỉ trích rất là dữ, nhưng mà vẫn là chứng tỏ những người này không coi thường người Việt, đúng không? Coi thường cộng đồng Việt Nam, họ sử dụng âm binh, sử dụng tay sai, sử dụng những thành phần như anh gọi lớp ba trực lạc, những thành phần vô dụng, những thành phần là ăn hại đáy nát và là ăn lường nếp đớ quỵt, đúng không? Chưa có quy dịch nở quỵt tiền nhà đi ra không dọn dẹp. Bà Michelle Steele có nhân viên người Việt không? Có xem những cái clip mà mình bỏ lên YouTube không? Xem rồi mà vẫn tiếp tục lên kênh Trương Quốc Huy. Tại vì nghĩ rằng là bộ thằng này nó có view, nó có thể giúp mình, giúp bả mình di dân. Chứ nếu mà một người đàng hoàng, có, nó bằng integrity đó đúng không? Có đạo đức, có lương tri, liêm chính, thì không sử dụng những thành phần thịt bở đá cá lông dưa như là Nam Quan, như là Trương Quốc Huy. Và chủ nghe nghĩ thế nào? Là những cái mà tại sao đại diện xe tiêu chứ là cái đã chỉ tạ cũng lên lên cái Trương Quốc Huy, mặc dù là bị chỉ trích, bị bạch mặt, bị cho rằng là Trương Quốc Huy là coi như là vi phạm rất là nghiêm trọng về cái việc mà bộ y tế không trả tiền nhà, không trả tiền thuê, rồi hô hào dân chủ, dân quyền các thứ, bản thân mình là không giữ được đó. Mà người ta lên bên Trương Quốc Huy là không nói gì đó hết, không nhắc là Trương Quốc Huy tại sao như vậy, nó không có lý giải. Về mặt bà Mrs. Steele á, em nghĩ là bà là người đại hàng, bà không biết tiếng Việt nên bà cũng không có biết, bà không có những người mà người nhân viên gốc Việt cái tư vấn để đi không vào. Đúng nói không đúng đâu, có con đi cơ mà rất nhiều cố vấn như là cũng thấy anh để rất chờ mặt cho những người Việt nhưng mà chưa chắc tiếng Việt cũng giỏi, nhưng mà dưới anh có bao nhiêu nhân viên người Việt. Đúng rồi, nếu mà cũng còn son ly đúng rồi. Thì cũng không nghĩ là những người này họ cả bà Mrs. Steele hay ông Chí Tạ nào bắt chấp về mặt đạo đức để được bà mà sử dụng truyền thông mặc dù truyền thông vẫn có được bị dân. Nhưng mà hai anh cho hết tài sản, nếu mà quý vị cứ nói tại sao ông Khải Đào mà cứ đi chụp mũ cho Nam Quan với Trương Quốc Huy là những thành phần bịt bờ vô liêm sĩ. Kính thưa quý vị, Ngô Tuấn Kiệt mấy tháng nay, một năm nay Ngô Tuấn Kiệt cố ngực xưng tên là Chúa là Phật, đúng không, nói là sẽ về Việt Nam là Minh Vương, sẽ ân xá cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Là Ngô Tuấn Kiệt nói là bạn thân với bà Loan, vợ ông Tô Lâm, về là sẽ giúp đỡ ông Tô Lâm. Nếu còn nói vậy luôn hả? Có, nói là bà Loan qua đây là lúc nào cũng đi kiếm Ngô Tuấn Kiệt mà.
Ngô Tuấn Kiệt dám chối không? Thì mới cách đây vài ngày anh có đưa lên đó là Nam Quan chở Trương Quốc Huy lên chầu Ngô Tuấn Kiệt. Hai thằng ngồi chầu Ngô Tuấn Kiệt. Ngô Tuấn Kiệt hỏi sư phụ đệ tử tụi bay mấy con muốn hỏi gì? Hai thằng ngậm miệng ăn tiền không dám mở miệng nói một câu. Nếu tụi nó là truyền thông thật sự, cái câu đầu tiên phải hỏi đúng không? Anh nói là Chúa phải không? Anh nói là Phật phải không? Anh có nói phải không? Anh xác nhận. Con Thượng Đế. Hả? Nó nói con Thượng Đế mình còn chấp nhận đi, tại vì ai người Thiên Chúa giáo ai cũng nói là mình là con Thiên Chúa hết đúng không? Cái kiểu nói con rơi con rớt hay là nó nói hồi đầu nó là con thứ 12, sau này nó là Thế Tử, có lúc nó nói Thái Tử. Nhưng mà cái mà gần đây thầy chửi nó đó, nó nói nó là Chúa Giê-xu. Nó là Chúa Giê-xu luôn. Nó nói thẳng nó là Chúa Giê-xu, nó từng hạ thế trong vai trò Chúa Giê-xu. Bây giờ Chúa Giê-xu giáng thế làm người lần thứ hai, nó nói nó đã giáng thế rồi. Thì nếu mà tụi bay làm truyền thông, tụi bay phải hỏi Ngô Tuấn Kiệt. Anh xác nhận lại một lần nữa. Anh có nói anh từng là Vua Hùng Vương. Nó từng nói nó là Chủ Vương, rồi Chu Nguyên Chương, rồi Hương Tử Nha, rồi coi như là cái thế mà anh hùng trong thiên hạ, lập quốc, lập đạo là nó hết từ xưa đến giờ. Thì cái mà thầy muốn nói là Trương Quốc Huy và Nam Quan có bổn phận phải xác minh. Nếu vậy, quý vị phải nói cho chúng tôi biết, quý vị có đồng tình xác nhận là Ngô Tuấn Kiệt là Chúa Giê-xu là Phật không? Nó nói nó là Phật luôn, mà quý vị nên nhớ nha, Phật Thích Ca đó, nếu mà người nào theo đạo Phật á, đúng không? Anh biết gì? Của Phật, anh Michael đồng ý phải không? Người ta nói là Phật Thích Ca là chỉ là cách đây mấy ngàn năm thôi, nhưng mà hàng triệu triệu tỷ năm trước đã có vô lượng Phật trước đó rồi. Thì thằng này nó nói nó là cổ Phật luôn, nó là cái người Phật đầu tiên luôn, tức là nó là sư phụ của Phật Thích Ca là Như Lai luôn. Mà thằng này thì nếu vậy phải đòi hỏi Trương Quốc Huy, Kênh Triệu Sắp, Nam Quan, Dân Cử, Phó Thiện Trưởng, Nghị Viên, khi mà ngồi trước mặt Ngô Tuấn Kiệt, tụi bay phải xác nhận là tụi bay đồng ý ông Ngô Tuấn Kiệt là Vua Hùng, là Chúa Giê-xu, là cổ Phật, đúng không? Là mà nó là bây giờ nó là hội đầu, nó nói nó là đệ tử của Đức Huỳnh Phụng Sổ. Bây giờ nó nói nó là chuyện luân pháp luân luôn, nó là Phật tái sinh để cứu lấy nhân loại luôn. Vâng, thì bây giờ nói tóm lại thì cái cuộc tranh cử lần này có vẻ như nó đã càng lúc càng cân bằng hơn giữa một cái ứng cử viên là người Việt với một ứng cử viên là bà Michelle Tiêu, một người rất là kỳ cựu. Thì có lẽ trong vài ba tháng tới đó là cái hơi nóng ở đó sẽ càng dữ dội hơn, và anh nghĩ rằng nó sẽ có những cái đột biến gì đó hay không? Thì giống như phải nói với quý vị, ngày hôm nay phải hy vọng nếu mà quý vị nào xem cái chương trình của anh em chúng tôi, quý vị bàn bạc tìm hiểu thêm, nói chuyện với người nhà, với bạn bè ở công sở, ra quán cà phê và bỏ thời gian tìm hiểu thêm, để hy vọng mình có một kỳ tích, cộng đồng Việt Nam sẽ có một người đại diện cho cộng đồng chúng ta ở Hạ viện Liên bang. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vâng, có lẽ là chương trình của chúng ta cũng là khá dài rồi ha. Có lẽ là chúng ta cũng kết thúc ở đây đi. Thì xin mời hai anh có cái lời kết ạ. Đủ ạ. Khi mà sắp tới ngày bầu cử là đến ngày 5 tháng 11 cũng vậy. Thì những cái vị trí khác nhau mà cộng đồng bây giờ chúng ta thấy cái làn sóng mà những cái đợt bầu cử trước đục mũ những cái người mà đối lập cũng phải đó là bây giờ đã hợp hầu như không còn hết. Và đến lúc mọi người khi mà bầu cử thì chọn những cái chính sách, những cái có lợi cho cộng đồng cá nhân rồi với hai đảng có người mặt đạo đức nữa. Thưa anh Vũ còn nhớ mấy tháng trước mấy cái người mà đối thủ mà gần như đối đầu với mình mà trong cộng đồng là mà ai gần như là to tiếng nhất là ai, đáo để đánh đá nhất là ai, có phải bà Nhật Linh không ạ? Bà Nhật Linh đã xác nhận bà chỉ chưa có xin lỗi Khải với anh Minh Giang với và những người như là Vũ với Khải rồi này kia thôi, nhưng mà bà Nhật Linh gần đây đã xác nhận gần như những gì mình nói là đúng hoàn toàn. Bà xác nhận là Nam Quan là mình không xứng đáng và tụi nó to rập, tụi nó nghe lời của Trần Thái Văn. Có phải bà Nhật Linh nói là bà lên bà chống bà dứt khoát không cho Charlie bỏ phiếu theo lời của Trần Thái Văn không? Thành ra những cái đó lớn là lý do tại sao cùng bà Nhật Linh còn quay mặt mà sao cộng đồng không quay mặt. Sẵn sàng trở lại là lần vừa rồi Nam Quan và Trương Quốc Huy giống như anh Minh Giang nói, bao nhiêu tuần nay qua cái sự kiện của ông David Dương, đúng không? Nếu mà ổng bị oan, tại sao mấy người đó không lên tiếng phản biện, trình bày giải thích giùm ông David Dương, nhưng mà lên đó ngậm miệng ăn tiền,
cũng là đến để chờ phong bì, đúng không? Rồi ngồi chầu Ngô Tuấn Kiệt cũng vậy, giống như anh nói là sao? Là không dám nói, không dám phản biện, không dám xác minh, không dám phối kiểm, mà gần như Ngô Tuấn Kiệt hỏi mấy con hỏi gì, mấy con có gì hỏi đi, không dám hỏi một câu nào hết, chỉ ngồi giả lạ nói chuyện trên giờ giấc để chi? Để nhận phong bì, ngọc lượng ăn tiền. Thành ra những cái đứa truyền thông bẩn bựa như vậy, tại sao mà kênh anh chịu sức, mà tại sao anh phải lên anh chầu, anh chờ nhận phong bì, anh ngậm miệng ăn tiền như vậy? Đó là những cái lý do thì có lẽ là chúng ta cũng không thấy, cho nên chúng ta chỉ có lẽ là Khải đoán thôi. Thì Khải đặt vấn đề là đó là lý do mà tại sao cái chuyện nhận phong bì Khải nghe nhiều người nói nha, và có người nhiều người xác minh là có, chứ không phải là Khải đặt chuyện kết thúc luôn không. Thành ra đó là lý do tại sao mà bà Michelle Steele sử dụng những thành phần bẩn bựa, bất tài, vô liêm sỉ, vô đạo đức như là Nam Quan, như là Trương Phúc Mi, thì chắc chắn cũng sẽ bị cộng đồng đào thải thôi. Một lần nữa Khải nói những gì Khải từng tố cáo, bà Nhật Linh đã xác nhận là những lời Khải tố cáo mấy năm nay là hoàn toàn sự thật. Vâng, thì cái đó là ý kiến của anh Khải Đào với anh Vũ. Và chúng tôi thì là một những người làm từng thuộc tôi, không có đảng phái, không có phe nhóm nào hết, cũng không có ủng hộ theo cái kiểu mà vận động tranh cử trong bất cứ một ứng viên nào theo cái kiểu là người của để người ta nghĩ rằng là mình làm cái việc mà mang tính cách tiên lợi á, không có. Mà chúng tôi sẽ có mặt ở tất cả các việc, ví dụ như ngay cả bà mình xe tiêu mà có tổ tổ chức hay là nhóm dân cử, nhóm dân tạ, nhóm ông coi như là ông Challenge Mình Chí hay bất cứ một nhóm nào mà họ ra ứng cử, họ tranh cử hay họ có làm những cái việc mà cộng đồng, thì chúng ta cũng phải đến để cùng và chúng ta phải phản ánh một cái điều thực tế thôi anh. Mấy anh có nghe nói là Khải chuẩn bị đi danh ứng cử đúng không? Mà anh thấy Khải có dính mồm dính miệng, Khải có phải là miệng dân coi như là tuyến miệng đâu? Mà cái đó là mình đã dành sao đúng không? Nhưng đó là cái Khải yêu cầu, Khải đó là cái Khải hy vọng là những ứng cử viên gốc Việt trong tương lai là bớt mị dân đi thôi. Vâng, vâng. Xin chào quý vị nha. Có lẽ là chúng ta sẽ trở lại quý vị trong những chương trình tuần khác. Và xin chào quý vị. Chúc quý vị một ngày lễ an lành.